Từ hồn thiêng sông núi, từ những huyền thoại được truyền miệng nhiều đời nay về nghĩa khí của chàng Lía, nữ đô đốc Bùi Thị Xuân, đến đỉnh cao là cuộc nổi dậy của Tây Sơn Tam Kiệt, đều có bóng dáng của những truyền kỳ tuyệt đẹp về con người và vùng đất võ. Có lẽ phải đấu tranh để sinh tồn, để gìn giữ và mở mang bờ cõi, nên những bài quyền để chống cướp, bảo vệ xóm làng, những ngọn roi để đánh đuổi thú dữ của người dân Bình Định đã trở thành đỉnh cao của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Đến với Bình Định để được trở về với lịch sử oai hùng, được trò chuyện cùng các cao thủ võ lâm và khám phá những tàng thư bí kíp đã làm nên huyền thoại miền đất võ. Từ bao đời nay, nói đến Bình Định, ngay lập tức người ta hình dung đến một miền đất võ. Cả một vùng đất thông ra biển, lưng tựa những dãy núi hùng vĩ, như một sự hài hòa giữa hồn thiêng của đất, khí thế của sông và hào khí của núi non trùng điệp. Võ học nơi đây cũng hình thành từ thế sông, thế núi, thế đất, thế biển, từ sáng tạo trong lao động, sản xuất đến bảo vệ xóm làng. Và hồn võ Bình Định đã làm rạng danh bao kỳ tài của vùng đất này, võ của vùng địa linh nhân kiệt. Vùng đất Bình Định xưa có tên gọi là Việt Thường Thị, là nơi tụ hội của các anh hùng hào kiệt, chí nhân quân tử, gian danh cả nước. Vào thế kỷ thứ 15, sau khi kinh lý vùng đất mới này, vua Lê Thánh Tông đã nhận xét: với thế sông, thế núi, thế biển, thế đất đã tạo thành thế Tiềm Long Hưng Dương, sau này sẽ xuất hiện các bậc anh hùng cái thế làm nên nghiệp lớn. Ba trăm năm sau lời tiên đoán ấy, những người nông dân của vùng đất Tây Sơn, Bình Định đã làm cuộc khởi nghĩa thắng lợi, mở ra một vương triều hùng mạnh. Người anh hùng áo vải cờ đào Nguyễn Huệ được tôn làm hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung, đánh đuổi thù trong, giặc ngoài. Trong đó, chiến công hiển hách nhất, tiêu diệt hơn 20 vạn quân Thanh xâm lược, thu phục Giang Sơn về một mối, thống nhất đất nước. Tây Sơn Tam Kiệt, văn võ song toàn đều đạt đến độ thượng thừa trong việc phô diễn quyền thuật và sử dụng binh khí. Độc thần kiếm của Thái Đức Nguyễn Nhạc chỉ cần lách qua lách lại là lớp lớp kẻ thù rơi đầu. Ô Long đao của Quan Trung Nguyễn Huệ uy vũ tựa cuồng phong bão tố. Còn sở trường miên quyền của Đông Định Vương Nguyễn Lữ được xem là bí hiểm nhất, vì chỉ cần đánh nhẹ là có thể hạ gục đối thủ. Nguyễn Huệ là một trong những người có công đúc kết các dòng võ trong cả nước để xây dựng nên hồn võ cổ truyền. Và cũng chính triều đại Tây Sơn đã hoàn thành nhiều chiêu thức biến hóa đã làm nên thần sắc của võ cổ truyền Bình Định. Yếu có thể đánh mạnh, thấp có thể đánh cao, nhỏ có thể đánh lớn, ít có thể đánh nhiều. Nhà Tây Sơn xây dựng nó trở thành một bộ môn võ chiến đấu thật sự và cực kỳ coi như là hiệu nghiệm, có thể là đánh được ở tất cả coi như là các cái điều kiện chiến đấu, kể cả về trên rừng núi, dưới đầm lầy, rồi kể cả trên lưng ngựa, lưng voi, và kể cả ở bất cứ những cái trận địa nào thì nhà Tây Sơn đều có thể vận dụng, đều có thể coi như là thực hiện một cách hữu hiệu về võ Bình Định. Chân trụ vững như đá, di chuyển như lá bay, đòn tấn công tới tấp, chiêu biến hóa khôn lường,
một bộ liện có thể quật ngã đối thủ nhanh như chớp, một bộ hốt hóa giải thế đá cao của đối phương, mà cho đến đời nay đó vẫn là những tuyệt đỉnh công phu của võ thuật cổ truyền Bình Định. Những cái thế võ chúng ta là đều là đánh được và đều có thể áp dụng được ở bất cứ tình huống nào, ở bất cứ coi như đối thủ nào, và chúng ta không phải là đánh hoa một cách hoa mỹ, hay là chúng ta có thể là bài binh bố trận, mà chúng ta có thể sử dụng tất cả những tình huống, kể cả những tình huống cận chiến mà tình huống bất trắc xảy ra. Bởi vì là những cái thế võ cổ truyền Việt Nam nói chung và võ Bình Định nói riêng là đều sử dụng đánh thẳng vào các cái tử huyệt để mà có thể hạ thủ một cách nhanh nhất. Thì đó là cái đặc thù coi như là của võ Việt Nam nói chung và võ Bình Định nói riêng. Thứ hai nữa là chúng ta là sử dụng cái bộ ngựa, tức là cái bộ chân, với cái bộ tay là liên hoàn, tức là khi cái bộ chân chúng ta di chuyển thì bộ tay chúng ta cũng di chuyển sâu, di chuyển theo, và liên tục là thay đổi tư thế và biến ảo tư thế đó để làm cho đối phương không biết đâu mà lần, không biết là chúng ta là đánh thật hay là chúng ta coi như là hư đòn. Phong trào khởi nghĩa Tây Sơn xuất phát từ nông dân áo vải, nên các loại công cụ lao động của nông dân đã được cách tân thành các loại vũ khí cực kỳ lợi hại. Khi thanh bình thì dùng để lao động sản xuất, còn khi biến động thì đem ra chống giặc ngoại xâm theo chính sách tịnh di dân, động di binh của nhà Tây Sơn. Sự phát triển võ học dưới thời Tây Sơn đã đưa võ Bình Định đạt được nhiều thành tựu rực rỡ cả về hồn võ và nhân lực kỳ tài. Ngày nay, những công trình di tích như An Khê Trường, An Khê Đình, Bến Mường Trầu vẫn sừng sững uy nghi trong niềm tự hào của người dân về lịch sử và sự phát triển rực rỡ một thời của hồn võ Bình Định. Những địa danh như Thuận Truyền, An Vinh, An Thái vẫn còn lưu danh bao bậc hảo hán kỳ tài về võ thuật của vùng đất này. Ngay cả tiếng trống trận Tây Sơn với hiệu lệnh xuất trận, xung trận, công thành đã làm nên sức mạnh để hun đúc nên tinh thần vũ bão của cuộc hành quân thần tốc năm xưa, tiến về Thăng Long, làm nên trận Đống Đa, Ngọc Hồi danh tiếng. Còn võ nhạc Tây Sơn là sự hùng tráng, oai dũng và liên tục. Phù hợp với võ Tây Sơn là tấn công liên tục, ít có phòng thủ, được ứng dụng triệt để trong luyện tập binh sĩ. Sự cộng hưởng giữa yếu tố quân sự và âm nhạc cổ truyền nay đã trở thành một loại hình nghệ thuật đặc biệt ở miền đất võ này. Khi nói về Bình Định, người ta thường nghĩ ngay đến quê hương của những sĩ phu yêu nước đã góp phần làm rạng rỡ lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Và nhắc đến Bình Định, người ta cũng lại nghĩ ngay đến một miền đất võ với biết bao bậc kỳ tài. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, võ cổ truyền Bình Định vẫn được người dân trân trọng, giữ gìn và phát huy. Bởi mỗi người con Bình Định đều cảm nhận một cách trọn vẹn để luôn mãi tự hào: địa linh sinh nhân kiệt, đất võ dựng anh hùng.